trước mặt các bạn đó là nhà máy nhiệt điện và xử lý rác thải tại thành phố Bonaire, Thụy Điển. Thì theo thống kê, 99% là lượng rác thải ở đất nước này họ đã xử lý và tái sử dụng. Chỉ có 1% là thải ra ngoài môi trường. Vậy họ đã làm như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua đoạn video sau nhé. Việc phân loại rác ngay từ ban đầu đó là một khâu rất là quan trọng trong việc xử lý rác thải tại Thụy Điển. Thì trên tay tôi đó là một cuốn sách hướng dẫn chi tiết cách phân loại rác mà khi một người dân nào đó đến một cái khu dân cư mới thì họ sẽ nhận được một cuốn sách hoàn toàn miễn phí như thế này. Ở trong đây bên trong thì họ có hướng dẫn cách đổ rác, ví dụ như là mình những cái rác mà làm chai lọ thì bỏ vào một cái thùng riêng biệt về giấy, về kim loại hoặc là về chai lọ thủy tinh. Ngoài ra có những cái rác, loại rác mà hữu cơ như rác đồ ăn thực phẩm nữa mà bỏ đi thì bỏ vào một cái thùng rác riêng biệt, và đặc biệt là bỏ đổ rác phải đúng cách, bỏ vào thùng không được bỏ bên ngoài giống như thế này đó. Và họ cũng phát cho miễn phí một cái túi giống như thế này. Cái túi này là cái túi mà để mà những đồ ăn dư thừa bỏ vào đây, không được đựng vào túi ni lông nha các chị. Còn túi này túi giấy, bỏ túi giấy bỏ vào đây đó. Và họ sẽ có cái khay đựng giống như thế này, bỏ đồ ăn vào, sau đó sau khi túi đầy mình gấp miệng lại và đem đi dục vào những thùng rác ở gần khu dân cư. Sau khi phân loại rác tại gia đình thì khi họ đổ rác họ tới đem tới một cái nhà rác công cộng ở một khu dân cư như thế này để mà đổ rác. Và cái nhà rác này á, thì cửa thì thường xuyên khóa, và những người dân ở đây họ sử dụng khóa, chìa khóa để mở ra như thế này. Trong nhà rác này họ có nhiều thùng rác khác nhau, ví dụ như là thùng rác màu nâu này là để rác đồ ăn thừa nè, dư thừa mà bỏ đi á, bỏ vào đây. Còn các loại rác khác, ví dụ như giày dép bút này kia, ở đây phân loại ngay từ đầu luôn đó. Rác mà rác linh tinh á, khó phân loại á, người ta bỏ vào trong những thùng rác như thế này. Và ở đây nó có cái thùng rác về giấy nè, các loại giấy báo, không? Thùng cắt tông rồi thì ta quăng vào những thùng rác này, ni lông bao bì các loại thì bỏ vào những cái thùng rác như thế này, những cái lon kim loại thì bỏ vào khu vực lon kim loại, và báo chí ở đây. Đây có thùng rác để các chai lọ thủy tinh các loại nè các anh chị. Đó. Thì sau khi mà phân loại rác xong thì sẽ có nhân viên của thành phố đến để mà thu gom rác và đem đến nơi xử lý. Đó là đối với rác thải sinh hoạt. Còn đối với các rác thải khác như là rác thải về xây dựng, các vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hư hỏng các loại, hoặc là xe đạp vân vân, thì họ sẽ có một cái khu tập trung đổ rác như thế này rất là lớn để mà phân loại rác. Kẹo vào đây. Thì khu tập trung rác này nó nằm cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây số gì đó.
chị. Thì ở đây có một cái nhà gọi là hàng second hand á, những cái đồ mà có thể sử dụng được thì người ta sẽ để ở đây để mà người ta tái sử dụng lại. Đây. Đó. Còn đối với những cái quần áo cũ hoặc là giày dép cũ á, người ta có thể là bỏ vào đây. Cái tùng này. Đó, đây là những cái rác thải phân loại này. Đây là ví dụ như là xe đạp mà con xài được, người ta sẽ để ở đây, người ta có thể sửa chữa và tái sử dụng lại. Nhiều các cái loại áo phao hoặc là cái banh rồi cái dụng cụ thể thao, người ta phân loại, người ta để ở đây. Giấy báo nè, cái này là đồ nhựa, nhựa nè, bỏ vào đây. Đây là kim loại. Các cái vỏ xe hư á, người ta sẽ bỏ riêng như thế này. Đó, vỏ xe hư. Đây là những cái thiết bị trong gia đình hư này, những cái giặt bếp thì ta bỏ đây. Tủ lạnh thì ta bỏ cái thùng này. Đó. Còn nhiều cỏ cây mà người ta làm vườn á, người ta không có đốt mà người ta sẽ hốt lại và người ta dục ở đây để mà làm cái nguồn năng lượng đốt cho thành phố. Đó. Là sẽ xử lý những cái phần đó. Thì là những cái các loại thùng rác khác. Thì mình đi qua đó thì các bạn xem ha. Này là những cái như là tre nè, không? Những cái đồ mà tre á, thì người ta sẽ dục vào đây. Đó. Thì sau khi người ta dục xong á, thì ngay chỗ này nó có chổi xẻng nè, để người ta quét dọn phía dưới sân này sạch sẽ để người khác tới họ sử dụng. Đây là những cái thạch cao, những cái tấm thạch cao nè, không, những clip là thạch cao mình dục đây. Đó. Rồi những cái cửa kiến, cửa bằng kiến hoặc bằng nhựa thì đâu dục xuống đây. Rồi là cái số 4 này nè, một khu cũng rất là lớn là phân loại rác. Ví dụ như cái đồ về kim loại nè, kim loại thì người ta sẽ dục ở đây, mấy cái đồ hư á, kệ sắt rồi dây kẽm gai rồi nó dục ở đây. Cái này là xe người ta chở đến người ta dục nè. Đây là mấy cái sofa, mấy cái niệm sofa hoặc là giường bị hư á, người ta cũng dục ở đây. Còn này là mấy cái miếng cách nhiệt, mấy tấm rock cool đó, cách nhiệt á, mà ta lột, ta sửa nhà ra, ta bỏ thì ta sử dụng ở đây. Những cái đồ mà có thể dễ đốt cháy thì người ta sử dụng chỗ này. Ví dụ như là nhựa hoặc là các hộp cà tông, gỗ, mấy tấm ván. Tan Cruz xanh đó, hàng loạt các cái chỗ này là dục, cái gồng kia không dục phân loại nè, chở rất là nhiều. Nhiều người ta dọn dẹp vào mùa hè,
hoặc là ta sửa chữa nhà mấy cái đồ ta không cần thiết, ta sẽ quăng ra chỗ này và phân loại ở đây. Thì nhân viên ở đây họ sẽ lựa lại để mà một số cái nào xài được thì họ tái sử dụng, còn không sử dụng được thì họ sẽ xử lý và đốt thành năng lượng. Ngay chỗ này nó có một khu mà để mà các cái thiết bị điện tử, người ta cũng phân loại, người ta để tập trung chỗ này. Ví dụ như tivi hư nè, ở đây các cái bình ắc quy hư đã để ở thùng này, tivi nè, các loại tivi hư nè, các cái đồ điện tử thì ta cũng sẽ quăng ở chỗ này, electronic nè, đó phân loại ra vậy đó. Lister, mấy con đèn, bóng đèn bình quang thì xong lại đây. Rồi nó có một số các cái bóng đèn người ta sẽ để vô này, bóng đèn này chỗ này, đó, pin nè, thấy không? Rất là pin luôn. Còn cái thùng này thùng gì? Motor, các cái động cơ, dây điện rồi, đó. Động cơ dây điện không xài nữa, mình để đây. Thì đa phần là người dân người ta sẽ ra đây người ta đổ rác miễn phí, mình trừ một số các doanh nghiệp mà khối lượng rác nó lớn quá thì người ta sẽ trả một khoản phí hàng tháng để mà khi mà người ta đổ rác ở đây á. Cái văn phòng công ty mà xử lý rác thải nằm đây này, ở đây đó, rác sau khi tập trung lại và sẽ được xe chở đến nhà máy xử lý rác như thế này. Họ ở đây họ đổ rác á, và đốt rác làm năng lượng cho toàn phố. Nếu thấy video này hay, các bạn hãy bấm like, share và bấm đăng ký để đón xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn nhé.